Bây giờ tôi nói một phút thôi nhá. Rồi rồi bây rồi. Giờ Hùng Lân đẹp trai, có sức khỏe, đúng không? Còn cái trí tuệ có hay không thì tôi không biết. Nhưng Hùng Lân ở bên Mỹ hiện nay thuộc dạng nghèo ở bên Mỹ, thì Hùng Lân cũng nói chung cũng không có một cái tư cách nào chỏ mõ về đất nước để mà dạy những người Việt Nam cách làm thế này cả. Hôm nay tôi làm trọng tài cho quốc. Hello anh Bằng. Rồi. Chào anh Bằng nha, khỏe không anh? Rồi, sức khỏe. Rồi có chào hết quý anh chị em ở dưới diễn đàn nha. Rồi có Hùng Lân đây. Cho em chia sẻ nhanh. Rồi. Cho em chia sẻ nhanh. Hùng nhà báo, Hùng Lân nhà báo. Tao nói mày nghe nè. Mày không có đủ tư cách để lên trên diễn đàn anh Bằng. Thấy không? Mày là một thằng súc vật. Đúng không? Tốt nhất á, mày kéo cái đám thằng Nguyễn Tất Vượng á về trong nước Việt Nam, lật đổ Đảng Cộng sản cho tao thấy. Đúng rồi. Nhìn mặt tao nghe Hùng Lân, đĩ mẹ mày. Mày là một thằng súc vật, mày là một thằng đê tiện nhất. Mày đến nhà tao mày quậy, đúng không? Rồi sau khi á, mày kêu gọi quyên góp tiền đi đến cái nhà hàng cũ trước cho tao làm. Mày muốn triệt để cho tao mất công ăn việc làm phải không? Thằng có để. Mày qua đây mày tự xưng mày là nhà báo Hùng Lừa phải không? Mày là một thằng lừa. Nghe chưa Hùng Lưng? Mày là một con súc vật, chứ không phải là con người nữa. Mày đừng có xuyên tạc ở đây. Mày là một cái thằng coi như là dứt chân bỏ vỏ. Mày là một cái thằng phản quốc. Nghe chưa Hùng Lưng? Mày là một cái thằng phản quốc. Mày đéo có đủ tư cách để lên trên diễn đàn của anh Bằng này. Nghe chưa? Mày kêu cái thằng sư phụ của mày á, thằng có để Nguyễn Tất Vượng á, đi về trong nước mà lật đổ Đảng Cộng sản cho tao thấy đi. Để mẹ tụi bay. Tình hình dịch bệnh, người dân họ cần tụi bay giúp đỡ, tụi bay đéo có giúp. Tụi bay nói gửi tiền gì à, nuôi Cộng sản. Để mẹ tụi bay Cộng sản đâu xin tụi bay. Bữa nay tao đéo cái chống cộng. Tao đã tuyên bố tao đéo cái chống cộng. Mà tao đéo bên Cộng sản, tao đéo bên ai hết. Tao là người trung lập. Cái kẻ nào mà giết hại dân, xúi nhân, tao lâu đầu cái kẻ đó lên. Nghe chưa? Một cái lũ súc vật tụi bay mượn danh. Ha. Tụi bay là đầu trâu mặt gấu, đầu bò ốc có não lợn. Mày qua Mỹ á, mày dở cái mặt tanh, hôi tanh của mày hả? Mày đéo ai chịu đi làm ăn. Mày lên cái cộng đồng mạng này đủ má mày đi lừa. Lường gạt. Ha? Mày thua tao tới đâu rồi? Hả? Mày với thằng sư phụ mày thua Long Hà tới đâu rồi? Hả? Thằng súc vật quyển Hùng Lừa. Bây giờ nó có cái danh tiếng là coi như là nhà báo Hùng Lưng nữa đó quý chị em anh bạn. Để mẹ mày, mày đưa cái thẻ nhà báo mày ra đây coi. Hả? Mày đưa cái thẻ nhà báo mày ra. Cái thằng Mỹ nào mà nó cấp cho mày cái thẻ nhà báo hả? Thằng chó lẻ. Hả? Là cái thẻ của mày đi lường gạt cộng đồng mạng. Hả? Mày nói đi. Mày chưa đủ nhục cái sao hả Hùng Lưng? Mày mượn tiền em Thiên Tân 6.800. Mày trả tiền nó chưa? Hay là vợ chồng người ta phải bỏ nhau ly dị nhau? Hả? Thằng súc vật Hùng Lừa. Mày nhớ ông Hùng Cọc không? Tụ má ra kêu mày ra quầy tiệm, mày ngồi ở trong tiệm mày run như một con chó. Tao nói cho mày nghe nè, hồi bữa mày đến nhà tao gì, đúng không? Tao bước ra khỏi xe, một tay tao thọc vô túi áo, một tay tao xỉ thẳng mặt mày. Bữa đó mày hên cho mày đó. Tao thấy cái môi mày tụ má, tao thấy mày mà có một cái thái độ một cái là bữa đó chết mẹ mày với tao rồi đó. Nói cho mày biết, mày giỏi mày thua đâu đi. Mày biết cái lực của Mỹ mày quá không? Tao đéo qua hù đồ ai hết. Nhưng mà tao nói đến nhà tao mà quậy á, đủ má tao bắn bỏ đầu liền. Tao đéo qua hâm dọa ai hết. Nhưng mà đến nhà tao là tao bắn bỏ đầu. Nghe chưa Hùng Lưng, Hùng Lừa. Mày là một cái thằng khốn nạn. Mày đừng có lên đây mày xúi dạy người dân xuống đường để làm thú tính cho tụi bay. Tụi bay có bản lãnh á, tụi bay kéo bòi kéo bọn có thằng chó để Nguyễn Tất Vượng.
về tao mới lật đổ Đảng Cộng sản cho tao thấy đi. Tao sẽ đi theo. Hiểu chưa? Đừng bao giờ xúi người dân nữa. Sẵn đây tôi cũng nhắn nhủ cho tất cả bà con trong nước nè. Đừng bao giờ. Đừng bao giờ nghe những cái gì mà những con người ở bên hỏi gọi này. Lúc đó mình vô tù đó. Mình vô tù rồi người ta không có lo cho mình được đâu. Điển hình như bà Angel Phan đó. Trong cái nhóm đào quần đó. Làm Đào Minh Quân đó. Nó suối bà đó. Bà hai thứ tóc đầu rồi. Bà còn ngu đó. Bây giờ Đào Minh Quân đó. Nó có lo không? Hay là bà Angel Phan ở trong tù? Thấy chưa quý chị em? Cái gương mẫu đó đừng có bao giờ mà nghe lời những cái đám mà chống cộng cực đoan ở bên Mỹ này. Tụi ngu á, tụi đấu tranh, tụi mới lâu đầu cái thằng Joe Biden xuống. Bây giờ xăng á, 5 cái đồng một cái lông. Trước kia có 2 đồng mấy một cái lông thôi, mà bây giờ 5 đồng mấy một cái lông. Tụi mới đấu tranh cho đất nước Mỹ đi. Một cái lũ có. Đừng có bao giờ mà xỉa vô trong đất nước Việt Nam. Để cho người dân hỏi yên bình đi. Một cái lũ hèn. Một cái lũ nhục. Tụi bay muốn giết tao hả? Qua đây giết nè. Tao đéo quá sợ nào hết. Hồi xưa. Tao một cái sự sai lầm. Cũng vì cái lũ có tụi bay. Bây giờ cái ốc con ăn mày nè. Bố chúng bay á. Nhận thức ra rồi. Tao chỉ biết người dân. Kẻ nào mà giết hại người dân, suối người dân là đủ má tôi, chữ chức mẹ tôi bé. Tụi bây có bản lãnh đến nhà tao. Nghe chưa? Nguyễn Tất Phượng. Nguyễn Tất Phượng. Tao nói mày nghe nè, mày già rồi, mày 69 tuổi đầu rồi. Mày ngu như con lợn. Mày không phải là con người nữa. Lúc nào tụi bây nói á, Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam á, bán biển, bán đất. Ha, tụi bây nói Hoàng Sa, Trường Sa giao cho Trung Quốc, giao cái lòng má tụi bây. Tao nói thiệt, không có thằng nào con nào mà lấy được 2 hòn đảo đó. 2 hòn đảo đó là của Việt Nam. Tụi bay đừng có nói Đảng Cộng sản bán đất bán biển gì ở đây. Tụi bay nói bằng miệng thôi. Tụi bay nói không có chứng cứ. Không có chứng cứ gì hết. Thôi tụi bay có bản lãnh, tụi bay về tụi bay lãnh đạo đất nước đi. Tụi bay còn ác hơn Cộng sản. Tụi bay giết người còn hơn Cộng sản nữa. Điển hình như tao nè. Tụi bay còn truy sát đâu mà. Tụi bây tối ngày tụi mấy nó còn sẵn giết hại dân. Người ta đưa ra chỉ thị 16. Người ta không có muốn người dân chết nhiều. Tụi bây la làng lên. Thế bây giờ người ta mở cửa cho sống dưới coi như dạch. Tụi mấy bây giờ sao tụi bây không nói lên đây. Tụi bây câm mấy miệng lồng tụi bây hết rồi. Hả? Người ta không muốn dân chết nhiều. Người ta đưa ra chỉ thị 16. Để người ta khống chế cái con dạch. Tụi bay la làng, tụi bay nói cộng sản nhốt dân, không cho dân đi làm. Đúng không? Thì bây giờ người ta đã mở cửa. Tụi bay trốn mẹ hết rồi. Tụi bay còn đấu tranh gì nữa? Tụi bay đấu tranh cho ai? Hả? Tụi bay đấu tranh cho ai? Người dân trong nước họ đéo cái cầm tụi bay. Đó là tao nói thiệt. Ở trên đất nước Mỹ này là nhiều thằng đó, ăn ở không, ăn tiền quay khoe, đéo cái chịu đi làm. Tụi bay đấu tranh cho tụi đó đi. Đấu tranh. Kêu tụi nó phải đi làm. Đừng có dội cái mỏ gì ở trong nước nữa. Hùng lừa. Hàng nghiệp xúc. Rồi cảm ơn anh nha. Chúc em rảnh không lên rồi. Rồi xin chào. Cảm ơn quý chị em. Ok chào anh.